Phong Hào đố là thân thể không thể nghi ngờ là cực kỳ cứng cỏi. Vua Hào cũng không có cách nào đem quá nhiều hồn lực hòa vào bên trong cơ thể của bọn họ để cho bọn họ uống vào. Vì lẽ đó, lỗ tung lực lượng vẫn là hạn chế ở một mức độ nào đó, còn chưa đủ lấy được với bọn họ chí mạng. Nhưng này, kịch liệt, thống khổ cũng không phải là tùy tiện liền có thể chịu đựng được. Vua Hào phát động ra đồng thời, đường phủ đồng cũng đóng. Ở trong nháy mắt sở đi, làm cho nàng tại tiếp theo một cái chớp mắt này liền xuất hiện ra ở từ thiên nhiên ở phía sau lưng. Cái kia chính là hai tên người mặc áo đen ở phía sau nữa. Ông ánh hào quang màu tử kim đột nhiên lóe sáng, căn bản không có nhiều bất kỳ đẹp đẽ nào cả, chính là song quyền cũng xuất hiện. Nhưng từ thiên nhiên cái bóng thì vẽ đều có cường lực thực lực, thế nhưng mà phần này thực lực cũng phải nhìn đối mặt với chính là ai. Khi mà đối thủ của bọn họ chính là cực hạn đấu la thời điểm này, bọn họ có thể có biện pháp gì đâu. Chói mắt kim quang lổ lên, hai tên người hình hồn đạo khí này, cái bóng hộ vệ trên người quán bắn ra liên tiếp cường quang. Thế nhưng mà những cường giả quang hoàn toàn này, tại cái kia tỏa ra rồng ngâm cường hãn, nắm đấm trước mặt này từng cái phá nát. Khi mà đường phụ đồng nắm đấm cuối cùng lạc ở tai của bọn hắn, hình người hồn đạo khí lúc này bể ở ngoài thời điểm, bọn họ kết cục chỉ có đã định, chỉ có cái chết. Đường Vũ Đồng song quyền đánh bay hai người, thân thể mềm mại cũng đã phóng người lên, cùng vừa vặn lắc mình về phía của Vua Hạo ở trên không trung đụng vào nhau. Bọn hắn lúc này đấy, lại như là hai đám năng lực giống như vậy, tại va chạm trong nháy mắt này dĩ nhiên lẫn nhau dung hợp, đồng thời bắn xa không gì sánh kịp mạnh mẽ khí tức. Lúc này đây, coi như là Vua Hạo lúc trước bố trí đến tinh thần của nhiều lĩnh vực đều không có biện pháp đem khí tức của bọn hắn che giấu. Kinh khủng tinh thần chấn động, lập tức hướng ra phía bên ngoài bộc phát, là để cho ở bên trong hành cùng mỗi người đều có cảm giác được rõ ràng. Một cái cự mão lớn mắt dọc trống rỗng xuất hiện, cái này còn mắt nhỏ bản thân là kỳ dị màu vàng chung quanh, lại tả mắt xa cao quý chính là tử kim sắc quang vân, kinh khủng vầng sáng liếc nhau là có một tầng khuếch trướng. Từng chuôi kỳ dị chùy nhỏ tứ ở trong khoảng khắc này tràn ngập tại toàn bộ ở trong đại sảnh. Trong hư vô đích thực nói, chính là tâm linh phòng báo. Vua Hạo lúc này cùng với đường phụ đồng tứ đại vũ hồn dung hợp kỹ một trong. Cái này cũng là bọn hắn vũ hồn dung hợp kỹ ở bên trong, cường đại nhất tinh thần công kích thủ đoán. Vì có thể đạt tới ở trong khoảng thời gian ngắn này, hoàn thành việc này nhiệm vụ mục tiêu, bọn hắn đã không có bất luận cá gì lưu thủ nữa rồi. Lúc này đấy, cho dù là lòng tiêu xa của mới diệp tịch thủy phục sinh, khi mà bọn hắn loại tầng thứ này công kích trước mặt cũng chỉ có thể tạm lánh gió thủy, tuyệt không dám cùng bọn hắn chính diện ngạnh bính. Trừ phi là tả nhân bạo quân chúa tẻ không chết mới có thể tại tinh thần mặt trước miễn cưỡng chống lại xuống. Đương nhiên thì có lẽ hai chữ này tuyệt đại đa số thời điểm đều là không có bất kỳ ý nghĩa thực tế đấy. Toàn bộ ở phòng ăn này lập tức bị xé nát bấy, này rõ ràng là tinh thần tầng thứ công kích lại đạt đến thật thế trình độ lực lượng phá hoại này. Mấy vị kia cũng là bị băng bạo thuật trong bị thương, lại trải qua lúc trước linh hồn đánh lổ tẩy lễ cấp 9 hồn đạo sư môn. Ở trên người từng đoàn hào quang không ngừng lố tung, cuối cùng nhất là lố tung tự nhiên là đầu lâu của bọn hắn. Không chỉ là bọn hắn, vài tên ảnh tự vô hộ vé cũng giống như vậy. Trong một cao độ chấn động tinh thần cấp độ công kích đến, ở trên người của bọn họ căn bản cũng không có bất luận cái gì có thể chính diện chống lại lực lượng. Chân này bão táp tinh thần bây giờ là thật sự đáng sợ, thế cho nên phòng ngự năng lực này mạnh nhất ở trên người của Từ Thiên Nhiên, liên tiếp lổ tung hai kiện tinh thần cấp 9 phòng ngự hồn đạo khí, mới miễn cưỡng ngăn cản được tâm linh phòng bạo uy năng. Nhưng mà lúc này đấy, Từ Thiên Nhiên ở sâu trong đáy lòng lại tức giận một chút tuyệt vọng, ở bên trong cơ thể kịch liệt đau nhức, lại để cho hắn hiện tại đang chống đỡ mình muốn đào tẩu đều trở nên cực kỳ là khó khăn. Ở trong tay của đường Vũ Đồng lúc này đã cầm hoàng kim long thương, mà trong tay của Vũ Hạo lúc này chỉ là nắm chắc một thanh dao găm. Dao găm lúc này quét ngang, một đạo bằng làm sắc quang mang thủy theo xuất hiện. Thân thể của Từ Thiên Nhiên lúc này trùng quanh, đường kính trong phạm vi 10 thước không gian hoàn toàn bị đông kết. Này lập tức hạ thấp đến tiếp cận độ không tuyệt đối khủng bố nhiệt độ siêu thấp, là để cho bọn hắn chống đỡ được lấy phòng ngự hồn đạo khí hồn lực rút nhanh chóng. Càng sợ hơn chính là Vua Hào làm như vậy cũng chỉ là để vì choán tạm thời không cách nào di động mà thôi. Phòng ăn bị tâm linh phòng bạo nổ nát vốn, mạng thiên chấn thổ ra phì xương, đem làm Từ Thiên Nhiên có thể nhìn rõ ràng chung quanh hết thảy. Thời điểm này hắn nhìn thấy hai người đã thay đổi. Vua Hào cùng đường Phú Đồng biến mất, lần nữa xuất hiện ra đấy chỉ có quen thuộc này là già nùa khuôn mặt. Từ Thần đố là Diệp Tịch Thủy, Long Hoàng đố là Long Tiêu Sao. Ngươi dám bọn họ... Từ Thiên Nhiên lúc này
Hiện tại thậm chí cũng đã làm không rõ ở trước mặt của mình đến cuối cùng là Diệp Tịch Thủy cùng với Lòng Thiếu Sáo vẫn là Vũ Hạo cùng với Đường Vũ Đồng rồi. Nếu để cho bọn hắn lựa chọn, hắn thà rằng Tin Sáng là người phía trước, bởi vì người phía trước này hai người dù xa cũng là cực hạn đấu la. Mà Vũ Hạo cùng với Đường Vũ Đồng nhưng lại còn trẻ như vậy. Coi như mình lần này có thể may mắn sống sót, nếu như trước tiên đến tập kích hai cái này có được cực hạn đấu la thực thực lực loài người, đều đang là cường giả của Sử Lấy Các Học Viện, như vậy hắn còn có thể nào đi thống trị đại lục đây? Cực hạn đấu la khủng bố, hắn đã tại Long Hoàng đấu la cầu trên người của tử thần đấu la nhìn rõ ràng, chỉ là hơi chút thông minh một điểm, không rơi vào bẫy sạp. Cực hạn đấu la trên thế giới này như cũ là sự tồn tại vô địch. Đáng tiếc rằng hắn muốn may mắn còn sống sót, ý niệm trong đầu cuối cùng cũng không thể nào duy trì bao lâu, bởi vì hắn thấy được một chiếc mắt nằm sọc xuất hiện ở trong Lòng Tiêu Sào trên trán mắt sọc. Dựng thẳng trong mắt này, quang mang chớp nhấp nháy, một đạo hào quang màu tử kiểm sắc lập tức liền đụng vào trên đầu của hắn. Cuối cùng là một kiện cấp 9 tinh thần phòng ngự hồn đạo khí sốc cục nghiền nát. Từ thiên nhiên lúc này lập tức có loại trần chuồng hiện ra tại tất cả mọi người trước mặt cảm giác. Đã xong, hắn biết rõ, mình đã xong rồi. Từ thiên nhiên thống khổ nhắm hai mắt lại, hắn hiểu được, mình mấy ngày này tới giờ sợ hãi đúng là tại cường giả chân chính trước mặt, lực lượng của hắn vẫn còn quá miễu tiểu, cực hạn đấu là tổng thứ thực lực, đúng là vẫn còn có thể làm cho trên cái thế giới này bất kỳ một cái nào quyền lực người tử vong. Lớn như có thể một lần nữa mà nói, hắn không tiếc bất cứ giá nào, cũng muốn đạt được Diệp Tịch Thủy thông cảm. Nếu có vị nào tử thần đấu là tại đây, trước mặt hai người kia lại làm sao có thể giết mình đâu này. Đến lúc này, hắn đã hoàn toàn hiểu rõ, trước mắt hai người này không thể nào là Diệp Tịch Thủy cùng với Lòng Tiêu Sáo. Nàng năng lực của cực trí chi băng còn có ẩn lớp năng lượng, đều là hai vị kia cực hạn đấu là cùng cụ bí. Sở dĩ bọn hắn chỉ có thể là Vũ Hạo cùng với Đường Vũ Đồng, mặc dù không biết bọn hắn tại sao phải trở nên cường đại như vậy, nhưng mà hắn vẫn có thể khẳng định rằng đương nhiên hết thảy hiện tại cũng trở nên không trọng yếu. Nhân ngư tầng hai tàu này lại ở thời khắc mấu chốt này xuất hiện, đao thứ hai hào quang màu tử kiếm cơ hồ là tiếp tục tiếp theo một cái chớp mắt liền đã rơi vào trên người của Từ Thiên Nhiên. Phốc một tiếng, Từ Thiên Nhiên lúc này cựu đại đầu lâu lập tức bị nghiền nát, óc văng khắp nơi, một đời đế vương cuối cùng rời đi khỏi cái thế giới này, thậm chí ngay cả toàn thây đều không có để lại. Rốt cuộc giết chết được Từ Thiên Nhiên, Vũ Hào cùng với Đường Vũ Đồng đều nhẹ nhàng thở ra. Mặc dù vừa rồi toàn bộ quá trình tất cả đều tại trong lòng bàn tay của bọn hắn, hơn nữa hoàn toàn áp chế ở đây tất cả mọi người, nhưng mà bọn hắn kỳ thật cũng đã đem hết toàn lực rồi. Đang động tay phía trước, bọn hắn cũng đã xác định rằng chiến thuật lấy tinh thần công kích làm chủ, sở dĩ Đường Vũ Đồng động thủ số lần mới ít, lấy Vũ Hào làm chủ công. Sự thật đã chứng minh, cách làm của bọn hắn là hoàn toàn chính xác. Từ Thiên Nhiên cũng đã vẫn còn đã bị giết chết ở tại trước người của Vũ Hạo cả tầng 2 của tàu linh hồn trùng kích phía dưới. Ở trên bầu trời, từng đạo quang mang chớp nhấp nháy, Nhật Nguyệt Hoàng Gia Hồn Đạo Sư Đoàn đã kịch phản ứng. Hồn đạo vòng ngự hùng học phòng bảo hộ lúc này mở ra, đem phía dưới hết thấy toàn bộ bà phủ ở bên trong. Trong miệng cổ Vũ Hạo lúc này phát ra tiếng hét dài một tiếng. Một cái cự mão lớn hắc long bỗng nhiên bay lên trên trời, hóa thành quang ánh, hướng phía trên lồng ánh sáng đánh sâu vào đi lên. Mà Vũ Hạo cùng với thân người của Đường Vũ Đống hình chỉ là một cái thoáng qua, liền biến mất tại trong không khí. Bọn hắn xuất hiện ra thời gian mặc dù rất ngắn, nhưng Vũ Hạo tin tưởng rằng lấy Nhật Nguyệt Đế Quốc hiện tại dò xét thuật đạo khí năng lực nhất định đã nhìn rõ ràng bộ dáng của bọn hắn. Cái này như vậy là đủ rồi, bọn hắn đã cho quất tử chế tạo ra đầy đủ cơ hội. Liên động phòng ngự vòng bảo hộ đối với bọn cho dù là đỉnh cấp cường giả mà nói đều là rất vấn đề phiền toái, nhất là do Nhật Nguyệt Hoàng Gia Hồn Đạo Sư Đoàn thi triển ra càng phải như vậy. Đáng tiếc rằng lúc này đấy, bọn hắn đối mặt chính là hai vị cực hạn đấu la. Lúc trước, Từ Thiên Nhiên muốn vây khốn Diệp Tịch Thủy thời điểm đó, vận dụng thế nhưng mà năng lực cả áp xúc hàng ngũ hồn đạo khí, cũng là bởi vì hắn biết rõ. Vậy liên động phòng ngự vòng bảo hộ, cho dù là Nhật Nguyệt Hoàng Gia Hồn Đạo Sư Đoàn thi chiến, cũng không thể nào có thể ngăn cản được cực hạn đấu la phá hư. Hiện tại cũng là không thể. Trong tay của Vũ Hạo lúc này, bằng tuyết nữ thần đích thánh thức thần lộ đao tự như cắt vào bờ bình thường, đem chiếc mặt liên động phòng ngự vòng bảo hộ này cắt ra một cái khe. Đường Vũ Đồng hai đấm đều là xuất hiện, đem khe hở oanh lớn, hai người thân hình lóe lên, ngay tại mô phỏng hồn ký bảo trì dưới trạng thái ẩn thân lập tức viễn đốn.
Quất Từ một mực ở trong phòng của mình lo lắng cùng đợi, đem làm tâm linh phong bạo sinh ra một tiếng kịch liệt vang lên ầm ầm thời điểm này. Nàng toàn thân cũng không khỏi được xung động dù một cái. Ở đằng kia kịch liệt run rẩy đồng thời, ở trong nội tâm của nàng cũng sinh ra hai chủng hoàn toàn bất đồng cảm xúc. Một loại là phấn khởi, nếu như Vũ Hạo cùng với Đường Vũ Đồng thành công, như vậy, nàng đối với mặt hết thấy đầu từng vấn đề này có thể giải quyết dễ dàng. Một loại khác liền là sợ hãi, tâm tình của nàng bây giờ rất phức tạp, nàng bây giờ đối với Vũ Hạo đã rất tuyệt vọng, nàng biết rõ, mình vô luận như thế nào đều khó có khả năng cùng với hắn rồi, không có bất kỳ cơ hội nào cả, mà Vũ Hạo hiện tại có biết được càng ngày càng lớn mạnh, hoàn toàn không phải là nàng có thể khống chế, thậm chí tương lai rất có thể sẽ uy hiếp được nàng đối với đế quốc Tống Trí. Có thể cho dù là như vậy, ở trong lúc nàng nghĩ đến Vũ Hạo cùng với Đường Vũ Đống một khi thất bại phản đối mặt với cục diện lúc đó, ở trong nội tâm của nàng nhiều trước theo bản năng sinh ra mãnh liệt sợ hãi. Loại này sợ hãi là mạo đến từ chính sâu trong linh hồn đấy, là một vị mẫu thân đột nhiên cảm thấy mình phụ thân của hải tử có khả năng gặp chuyện không may. Lúc này là loại cảm giác này, đó cũng không phải là lý trí trước có thể khống chế. Quất Tử, đúng vào lúc này đấy, một cái âm thanh đột nhiên kỳ tài vang lên, đem Quất Tử hai loại hoàn toàn khác biệt này ở trong tâm tình tỉnh táo trở lại. Nàng cơ hồ không có bất kỳ che giấu nào cả, hoàn toàn là theo bản năng lên tiếng kinh hô. Vũ Hạo, phải biết rằng lúc này ở nàng ở trong phòng còn có phần đông thị nữ tồn tại. Bọn thị nữ đều bị Quất Tử bất thình lình tiếng gọi ầm ĩ lại càng hoảng sợ. Ánh mắt của Quất Tử phát lạnh, liền muốn động thủ diệt khẩu. Ở trong tay lại lần nữa truyền đến giọng nói của Vũ Hạo rồi nói: ta biết Quất Tử, cho tới bây giờ cũng không phải là một cái thị giết người. Quất Tử lúc này thở sâu, miễn cưỡng bình phục lại kịch đáng tâm tính. Ở phía sau xác thực không phải là giết người diệt khẩu thời cơ tốt. Hắn trầm giọng quát: đều đi ra ngoài cho ta, nếu ai dám ở bên ngoài nói lung tung, đừng trách bổn hậu ta tay ác độc vô tình.